Năm 1942, chiến hỏa liên miên, Thượng Hải đắm chìm trong biển lửa. Một sự thật làm tan vỡ một gia đình. Kẻ phù bạc đáng khinh khi, người đau khổ đến tận cùng. Đó chưa phải là sự kết thúc, mà là sự khởi đầu cho những hy vọng. Báo thù. Vào tháng 8 này, phim truyện mới Phần Má Hồng phát sóng lúc 19 giờ từ thứ Hai đến thứ Sáu trên Today TV.